Thụy Điển cho biết các băng đảng liên hệ với trẻ vị thành niên để thuê giết người, thậm chí có trẻ em chủ động liên hệ nhóm tội phạm. Các băng nhóm tội phạm rất tàn nhẫn. Họ liên hệ với mọi người, thường là trẻ vị thành niên, cung cấp vũ khí và địa chỉ để họ thực hiện các vụ tấn công, ủy viên cảnh sát quốc gia Thụy Điển, Anders Thornberg nói với phóng viên ngày 29 tháng 9, sau khi ba người bị sát hại trong 24 giờ. Thụy Điển những năm gần đây chứng kiến cuộc xung đột đẫm máu giữa các băng đảng tranh giành vũ khí và buôn bán ma túy. Các tòa chung cư và nhà ở trên khắp đất nước thường xuyên bị rung chuyển bởi các vụ nổ. Các vụ xả súng từng chỉ xảy ra ở khu vực khó khăn trở nên thường xuyên ở những nơi công cộng của đất nước vốn yên bình và giàu có này. Chúng tôi cũng gặp tình huống chính trẻ em liên hệ với các băng nhóm tội phạm để đề nghị thực hiện hành vi giết người, ông Thornberg nói, thêm rằng nạn nhân thường trẻ tuổi. Theo thống kê của đài truyền hình Thụy Điển SVT, 12 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ và nổ súng trong tháng 9. Đây cũng là tháng nhiều người chết nhất liên quan bạo lực băng đảng trong 4 năm qua ở Thụy Điển. Quan chức cảnh sát cấp cao Matt Lindstrom cho biết, ông đã thấy nhiều tin nhắn của những người trẻ tuổi liên hệ băng nhóm để giết người theo hợp đồng. Tháng trước, 69 người dưới 18 tuổi bị giam ở Thụy Điển so với 14 người hồi tháng 8 năm 2021. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson hôm 28 tháng 9 tuyên bố sẽ đánh bại các băng nhóm tội phạm với sự trợ giúp của quân đội. Chúng tôi sẽ truy lùng các băng nhóm và đánh bại họ. Đây là thời điểm khó khăn ở Thụy Điển. Ngày càng nhiều trẻ em và người vô tội bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực cực độ này, Thủ tướng Kristersson phát biểu trên truyền hình. Thụy Điển chưa bao giờ chứng kiến điều gì như thế này. Không quốc gia nào ở châu Âu chứng kiến điều tương tự. Theo ông, nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực, băng đảng gia tăng là chính sách nhập cư vô trách nhiệm, hội nhập thất bại và sự ngây thơ về chính trị, đồng thời khẳng định Thụy Điển sẽ thực hiện cách tiếp cận khác để giải quyết vấn đề. Tư lệnh lực lượng vũ trang Thụy Điển Mikael Biden cho biết ông sẵn sàng giúp đỡ cảnh sát địa phương nhưng không nêu rõ phương thức thực hiện. Những người phản đối biện pháp của Thủ tướng Kristersson cho rằng đưa quân đội tham gia chống băng đảng là bỏ qua việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ của bạo lực. Theo một số thông tin, bạo lực gia tăng bắt nguồn từ việc mạng lưới băng đảng Foxtrot đột nhập vào hai băng nhóm đối địch sau khi đấu đá nội bộ. Cảnh sát cho biết bạo lực còn có nguồn gốc từ sự kém hòa nhập của người nhập cư, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn và việc sử dụng ma túy. Theo VN Express, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.